Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Rồi, giao lưu nhanh quý anh em một cây hai châu hàng chân rễ nghệ thuật, chân rễ nghệ thuật quý anh em. Cây này thì chỉ cần gọi là ok rồi. Cây này thì mình sẽ thi siêu tầm về. Thì chỉnh chu chỉ cần thay chậu các thứ, và cây hiện tại cũng đã sống khỏe rồi. Hành đang giao lưu quý anh em. Kính mời quý anh em xem chi tiết cây. Cây khá là hay nha. Cây hàng chân rễ kẹt đá. Những cái hàng này thì cũng lâu lâu mới có nha quý anh em. Những cái hàng kẹt đá này nó cũng khá là hay. Chúng ta chơi được cái bộ chân rễ nó đẹp. Tất cả những rễ đều sống hết. Tất cả những cái rễ này là không là sống hoàn toàn hết, không có một cái rễ nó khô nha. Cây cũng khá hay. Cái này hàng tầm trung một người bên lạng tay. Tuy nhiên thì được làm cái chi cành rất kỹ. Làm kỹ bài bản. Chờ quý anh em về người ta chơi rất ok. Wow, vô chậu cũng rất là đẹp, vô chậu rất đẹp. Rồi, cây này thì nó là một cái cốt lên đây nè, cái một cốt như của này. Cái khu này nó hoành nó tầm khoảng 35-40 nha. Nó khá là lớn, và nó trên này nó hai thân, và thân này nó tầm 16 này, 16, và thân này nó tầm 14. Những cái mặt rỡ này nó sống hoàn toàn hết, và cái bệ thì nó rất là lớn. Đây, quý anh em xem này, cái bờ hành nó rất là lớn. Rồi, cây này thì chiều cao nó khoảng 45 nha, và phủ tán khoảng 30. Chậu này là chậu men cũng xịn sò, kích thước là hơn 40 của anh em, hơn 40, chiều cao này tầm khoảng chỉ 10 phân nha, 10 phân. Quý anh em xem cái mặt, hai cái mặt hậu nó này, hai cái mặt hậu rất là đẹp. Đây là mặt hậu, đây là mặt sau lưng, nó khá là hay nha, nó khá là hay, rất đẹp của em. Cái này thì bọn sang thi siêu tầm về, xong cái mùa họ trái, bọn sang thi siêu tầm về, quên em xem những cái tược non này, làm rất là kỹ luôn, cây đã sống khỏe và bắt đầu cho những tược non này. Chỉ cần làm rất là rút nha, chứ không phải là làm ăn gian tàn nha của em, làm rất là bài bản. Xong cái dàn xương, cái dàn dâm này nó ra, chúng ta đi một cái nước kẽm nữa. Nói chung là cây này cốt cách làm rất ok, làm chỉ cần làm rất là đúng nha, đẹp lắm nha của em. Cây này xứng đáng ta nghiên cứu chơi nha. Cây này thì bọn sen thì chào giá giao lưu của em, giá 8,5 triệu bao ship, 8,5 triệu bao ship. Những cái mặt hàng này mua cũng khá là cao tiền. Chung là hải châu thì nó cũng khan hiếm rồi anh em, những cốt lớn như này ta mua bán nó cũng giá nó tương đối, nó không còn rẻ nữa nha. Rồi, 8,5 triệu bao ship cả cây cả chậu. Anh em hợp ý thì gọi điện trực tiếp, thì các bạn thông qua số Zalo, mình sẽ thi luôn gắn trên màn hình.